Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần vào cuộc lật tẩy chiêu trò mua nhà qua vi bằng với các bài viết cảnh báo mua nhà đất qua vi bằng là mất trắng, cảnh báo lừa mua bán nhà đất với hình thức lập vi bằng, đừng ngộ nhận lập vi bằng là công chứng nhà đất, không lập vi bằng mua bán nhà đất qua việc ghi nhận giao tiền. Đây là chiêu trò không mới, nhưng được dựng lại với kịch bản tinh vi hơn, đã khiến nhiều người dân bị lừa dẫn đến nguy cơ mất trắng nhà. Nhiều tháng nay, 16 hộ dân sống tại địa chỉ 171/11, đường TX52, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, đứng ngồi không yên vì những căn nhà họ đang ở bị chính quyền địa phương ra quyết định cưỡng chế tháo gỡ, còn đất thì bị ngân hàng phát mãi. Trước tình cảnh như thế, nhiều lá đơn kêu cứu của người dân nơi đây đã được gửi đến các cơ quan chức năng mong được xem xét ngừng tháo gỡ nhà bởi họ cho rằng mình đã mua nhà ngay tình. Theo quan sát, tại khu vực trên có dãy nhà gồm 16 căn nhà được xây liền kề với hiện trạng một trệt hai lầu, diện tích mỗi căn khoảng hơn 30m². Theo những người dân nơi đây cho biết, họ mua nhà đất tại khu vực này từ đầu năm 2019 và được chủ đầu tư cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng và giấy xác nhận của ngân hàng đã xóa nội dung đăng ký thế chấp. Tin tưởng nhà đất có giấy tờ pháp lý rõ ràng nên họ chỉ bằng giấy tay và đến văn phòng thừa phát lại lập vi bằng để xác thực việc hai bên có giao nhận tiền. Theo thông tin chúng tôi được biết, chủ khu đất trên là của bà T. Vào giữa năm 2018, bà T được quận cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Khoảng đầu năm 2019, khi các lực lượng chức năng xuống kiểm tra thì phát hiện công trình của bà T xây dựng không đúng với giấy phép. Sau đó, cơ quan chức năng đã ban hành nhiều quyết định xử phạt và yêu cầu hộ bà T phải hoàn trả hiện trạng ban đầu theo đúng giấy phép đã được cấp nhưng bà T không chấp hành. Vì thế, Ủy ban Nhân dân quận 12 đã ban hành quyết định cưỡng chế tháo gỡ toàn bộ khu nhà trên. Việc mua nhà đất với hình thức lập vi bằng có được xem là hợp pháp không? Người dân phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho mình? Luật sư Nguyễn Văn Hậu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phân tích. Và trên thực tế, để có thể công chứng thực các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai hiện hành, thì cái người sử dụng đất phải có những cái điều kiện được quy định trong luật đất đai. Tuy nhiên không phải ai cũng đáp ứng những cái điều kiện chuyển nhượng để được công chứng chứng thực. Do đó nếu không thể công chứng cái chứng thực cái hợp đồng mua bán nhà hoặc là chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó, thì người dân chúng ta vẫn thường thực hiện các cái hình thức đó là lập cái vi bằng mua bán nhà đất hoặc là làm cái vi bằng là giao nhận tiền và giao nhận giấy tờ. Thì đây là một cái điều mà pháp luật không cho phép. Chúng ta lưu ý điều này. Bởi vì cái nhiệm vụ của người thừa phát lại đó là người ta chứng nhận cái hành vi đó. Những cái vấn đề mà liên quan đến nhà đất đó, thì đó là thừa phát lại không được lập. Mà cái thẩm quyền này là thuộc công chứng chứng thực. Cho dù là anh chứng nhận là cái việc bằng vi bằng là giao nhận tiền, chứng nhận là giao giấy tờ nhà,
Nhưng mà theo quy định của pháp luật đó, người ta không chấp nhận cái điều này. Và đối với những cái hành vi này đó, là cái hợp đồng mà không chứng ký đó là có thể là bị vô hiệu. Cho nên bà con chúng ta là không nên mượn vi bằng, nhờ vi bằng để thực hiện những cái hành vi mà liên quan đến đất đai, nhà ở. Ví dụ như là giao nhận tiền, giao nhận nhà. Cái thẩm quyền này nó thuộc về công chứng chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng chứng thực. Bán nhà đất không đúng quy định và mang tài sản đã bán để cầm cố ngân hàng, liệu chủ đất có vi phạm pháp luật không? Chủ đất sẽ có trách nhiệm với những người mua như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ở kỳ sau. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.